Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: cô dấu Khánh bất ngờ xuất hiện trong MV khủng của Thanh Duy. Thanh Duy tiếp tục gây bất ngờ với sự góp mặt của cô dấu Khánh trong teaser mới nhất của MV Trái Tim Nhân Mã. Sau teaser đầu tiên hé lộ những hình ảnh đầu tiên với bối cảnh biệt thự bãi biển, triệu đô, xa hoa cùng các loài vật độc lạ như vẹt Nam Mỹ, công, ngựa trắng. Trong teaser đầu tiên, Thanh Duy lại tung tiếp teaser thứ hai của MV Trái Tim Nhân Mã với sự lộ diện của một nhân vật đặc biệt, chính đó là cô dấu Khánh. Teaser mới của MV lại mở ra một không gian trường học và cô dấu Khánh lập tức gây ấn tượng với những câu thoại mang đến tiếng cười cho người xem. Chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi nhưng cô dấu Khánh cũng đã khiến nhiều người tò mò, thắc mắc về mối liên quan giữa nhân vật này và Thanh Duy trong MV. Đây chắc chắn sẽ là một sự kết hợp đầy bất ngờ và gây thích thú cho khán giả. Ngoài cô dấu Khánh, một nhân vật khác trong MV cũng đã được giới thiệu, một nữ sinh là fan gương mẫu của Thanh Duy. Được biết, đã có hơn 20 diễn viên, hot girl khác nhau được mời thử vai nhân vật này. Và cuối cùng, đoàn audition thử vai của một bạn nữ sinh đang học lớp 12 chưa từng diễn xuất trước đó đã được lựa chọn. Trong MV, nhân vật nữ xuất hiện cùng một bộ sưu tập ba lô, dụng cụ học tập in hình Thanh Duy gây ấn tượng. Đây cũng chính là những sản phẩm được bày bán thật ở ngoài tại một shop kinh doanh dụng cụ học tập và rất được các fan học sinh của Thanh Duy ưa chuộng. Như những gì Thanh Duy đã hé lộ, MV lần này có một ý nghĩa tình cảm và thông điệp rất lớn mà Thanh Duy muốn dành tặng cho khán giả yêu thương và hâm mộ mình. Sự xuất hiện của cô dấu Khánh cũng như nhân vật nữ sinh là fan ruột của Thanh Duy hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện thú vị và đầy bất ngờ. MV Trái Tim Nhân Mã, ca khúc chủ đề album Trái Tim Nhân Mã của Thanh Duy sẽ nhanh chóng ra mắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2016 sắp tới. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.